Mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị một cái lô đất nha. Thì chủ nhà bán đất sẽ tặng một cái căn nhà nha. Một cái căn nhà giường cũng tương đối kiên cố nha cô chú anh chị. Lô đất này có mặt tiền view kênh luôn nha. Thì mặt tiền khoảng 71 mét nha cô chú anh chị. Thì tổng diện tích là khoảng 2 mẫu 8 nha. Thì chủ nhà bán đo đạc theo tài nguyên môi trường. Trên đất á, thì chủ nhà trồng một số cây ăn trái như là mít nè, xoài và dừa nha. Thì cây chủ lực á, vẫn là mít nha cô chú chị. Thì cái phần diện tích còn lại á, là trồng lúa nha. Thì 2 mẫu 8 này thì có 459 mét vuông là đất thổ. Thì còn lại là đất vườn và đất lúa nha cô chú chị. Đây là cái phía sau lô đất nè. Thì cái lô đất của mình á, ngay chỗ vị trí em quay nè, thì ngang qua khoảng 71 mét nha. Diện tích chính xác thì bên tài nguyên môi trường đo đạc á, thì nó sẽ ra cái kích thước nha cô chú chị. Còn em sẽ đo sơ bộ thôi. Thì ngang là khoảng 70, chạy thẳng dài vô khoảng 117 là nó bung ngang qua. Cái cạnh dài nhất là nó khoảng là 295 nha. Cái hậu thửa đất là khoảng 82 nha, nó bung ra. Cuối cái video á, em sẽ vẽ cái hình dạng để cho cô chú anh chị xem, là cô chú anh chị sẽ hiểu rõ cái hình dạng nha. Còn bây giờ em báo kích thước cơ bản thôi. Trên đất thì mít rất là nhiều luôn, mít đang cho trái luôn nha cô chú anh chị. Trái rất là nhiều luôn, trái to to không. Phía trước là view kênh nha cô chú anh chị. Cái có con kênh này nó sẽ thông ra một cái sông lớn nha, kinh Chương Vương nha cô chú anh chị. Nó sẽ thông về sông Dòng Cỏ luôn. Thì lô đất này tọa lạc tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nha. Lô đất này của Thạnh Hóa, Long An nha cô chú anh chị. Thạnh Hóa chứ không phải Mộc Hóa nha cô chú anh chị. Mộc Hóa thì nó xa hơn. Này là của thuộc địa phận Thạnh Hóa, giáp ranh của huyện Tân Thạnh nha. Ngoài phía trước là cái kênh đó. Cái kênh này tương đối rộng nha cô chú anh chị. Mít rất là nhiều luôn. Rất là thoáng mát nha. Thì con đường hiện tại là em báo chính xác là đường xe máy ba gác nha. Đối diện qua là lộ xe hơi nha, cách một cây cầu nha cô chú anh chị. Còn chính xác đó là đường xe máy nha, xe máy ba gác. Đây là một cái căn nhà nè. Có căn nhà này thì xây thô thôi, cơ bản thôi. Chưa có sơn phết màu lại ha. Về cô chú anh chị sở hữu căn này thì mình có thể phối màu theo cái ý thích cô chú anh chị nha. Căn nhà cấp 4 chữ đinh. Có 459 mét thổ nha cô chú anh chị. Nền thì ngay chỗ vị trí căn nhà thì nền tương đối cao ráo. Có cây ăn trái, phía sau có cây xoài ha. Rồi có dừa. Căn nhà này thì cũng cơ bản thôi. Thì chủ nhà bán đo đạc theo tài nguyên nha. Thì đo đạc ra diện tích bao nhiêu thì mình tính tiền bấy nhiêu thôi nha cô chú anh chị. Và giá cực kỳ rẻ luôn. Dường như là chủ nhà bán đất là tặng căn nhà nha. Mít nè. Cặp bên hông thì cặp ranh một cái ao cá. Thì khu vực này em thấy ngoài việc canh tác nông nghiệp làm lúa thì còn một số hộ thì nuôi nuôi tôm hoặc là nuôi nuôi cá nha cô chú anh chị. Rất là nhiều luôn. Một tí nữa em bay lại cam lên là cô chú anh chị quý nhà đầu tư sẽ nhìn rõ, hiểu rõ được cái hình dạng thôi, cũng như là mật độ dân cư khu vực này nha. Đó, ngay cái vị trí em phóng to là cây xoài nha. Phía trước thì có một cái bụi tre. Bên cặp bên hông này là có một cái ao cá. Thì khu vực này là canh tác nông nghiệp, làm lúa là hai vụ nha cô chú anh chị. Thì giá cho thuê khu vực này mà để cô chú anh chị mua sở hữu rồi cho thuê lại á, thì dao động từ 12 đến 15 triệu. Thì hiện tại giá lúa đang tăng á, thì có một số hộ cho thuê nếu mà canh tác lúa hai vụ có khi là 17 triệu một mẫu 10.000 mét vuông nha cô chú anh chị. Còn canh tác lúa ba vụ thì cho thuê là giá 25 triệu trên một mẫu luôn nha. Nói chung là hiện tại giá lúa đang tăng ha, người nông dân cũng đỡ lắm nha cô chú anh chị. Em này là em quay ở phía trước mặt tiền lô đất nè. Chủ nhà thì có cái chiếc vỏ lãi để đi đồng đi ruộng rồi đó. Đối diện qua cái cầu đó là
cầu xe hơi nha cô chú chị. Khu vực này là nước ngọt quanh năm nha, được nguyên cái mặt tiền view kênh nó thông ra sông Vàm Cỏ luôn. Thì lô đất này nếu mà cô chú anh chị ở khu vực Sài Gòn về á, thì mình có thể về ngay chỗ vị trí chợ Tân Thạnh ha, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, thì cách huyện Tân Thạnh khoảng 7 km nha. Thì ở Đức Hòa về thì tầm khoảng 60 km nha cô chú anh chị, đó là đi đúng đường nha. Còn cô chú anh chị ở Nguyễn Văn Linh về thì xa hơn, nó tầm khoảng 80 cây nha. Này làm vòng qua quay cái ranh bên đây ha, để ngang qua ngay chỗ vị trí cái mít này nè cô chú anh chị. Có 459 m² thổ cư nha. Nói chung là chủ nhà hiện tại cũng đang kẹt tiền mới bán đi cái thửa đất này nha. Thì chủ nhà ở xưa giờ ở vị trí này nha cô chú chị. Lô đất thì tương đối đẹp nha. Giá chủ bán là 110 triệu trên 1.000 m² nha. Có nghĩa là 1 m² chỉ có 110.000 thôi nha cô chú chị. Rất rẻ nha, giá rất là rẻ luôn. Tổng diện tích là khoảng 2.8 nha. 2.8 là 28.000 m² á. Nó trên đất thì có mít nè, có dừa, có sòi. Dân cư thì đông đúc, hiện hữu điện nước là đầy đủ nha cô chú chị. Được cái là view view kênh, view sông rất là mát mẻ luôn. Nhà dân đây, em quay toàn cái khu vực này ha. Khi em bay livecam lên á, thấy khu vực này yến rất là nhiều cô chú chị. Livecam bay lên á, yến bay vòng vòng theo livecam á. Ở nhà dân ha, ngay vị trí đó có cái cầu sắt, nói chung cây cầu đó là đi xe máy qua đó coi vui nha cô chú chị, xe hơi là đậu vị trí đối diện á. Cái hướng này nó sẽ thông về thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh á cô chú chị, ở nhà nóc thái đồ đó, khu vực này nhà sang sát luôn. Đấy. Cái thửa đất cặp bên hông á cô chú chị nhìn thấy nước mênh mông á là do người ta làm cũng mới xạ nha. Mới xạ giống lúa xuống á, là xạ ngầm á, là chuẩn bị tháo nước ra. Nhìn thấy nước vậy chứ đất đang xạ lúa nha cô chú anh chị. Kế bên có một cái ao rất là đẹp luôn. Tí nữa em sẽ vẽ cái hình dạng là cô chú anh chị sẽ hiểu rõ cái thửa đất này như thế nào nha. Tổng diện tích là 2.8 thì có thổ, có giường, còn lại là lúa nha. Thì vấn đề mà sở hữu sản phẩm này cũng đơn giản thôi. Về cô chú anh chị xem, nếu mà xem video cảm thấy hợp nhãn thì mình đi xem thực tế ha. Xem ưng sản phẩm thì mình nên đi xem thực tế. Rồi bên địa chính đâu đo đạc kiểm tra diện tích lợi ha. Thì cứ bán diện tích là 1.000 m² là 110 triệu, 1 m là 110.000 ha. Giá thì còn thương lượng nhẹ nha. Dân cư cũng tương đối nhiều nha. Nguyên cái cảnh này thì cái mặt tiền thửa đất này em kiểm tra quy hoạch á, thì nó cho thì chuyển thổ cư có 50 m đầu, chuyển rất là nhiều luôn, mà hiện tại nó đã có 459 m² rồi đó, cho nên nó không cần thiết phải chuyển thổ chi nhiều nha. Nguyên cánh đồng bên đây thì canh tác lúa 3 vụ nè cô chú anh chị. Nguyên cánh đồng nó vàng ươm luôn á, là màu đó là màu lúa chín á, chuẩn bị thu hoạch á. Cái hướng này là về Tân Thạnh nè cô chú anh chị, em phóng to ra để cho cô chú anh chị xem. Hướng này là về Tân Thạnh, này là em chỉ hướng thôi đó. Thì từ Sài Gòn về đó, thì Nguyễn Linh về tầm khoảng 80 cây nha đó. Còn ở Đức Hòa về thì gần hơn, tầm khoảng 60 km. Giá rất rẻ nha, chỉ có 110 triệu trên 1.000 m² thôi đó. Bán đo đạc theo tài nguyên thì nó sẽ trừ lộ giới, trừ tất cả thứ luôn đó. Liên quan lộ giới thì trừ hết, thì diện tích còn lại bao nhiêu đó, thì mình cứ tính tiền thôi. Đó. Dân cư rất là đông luôn, nước ngọt quanh năm nha. Đó. Cô chú anh chị từ trên cao nhìn xuống có một số ao cá đó, người dân nuôi cá nè hoặc là nuôi tôm. Đó. Sản phẩm này mà thích hợp để cô chú anh chị nào mà mua để làm khởi nghiệp rồi đó. Có làm lúa đồ á, hai vợ chồng về có nhà mình ở luôn, làm canh tác nông nghiệp luôn là ok luôn nha cô chú anh chị. Hoặc là mình mua mình cho thuê lại cũng được nha. Thì giá cho thuê em đã nói rồi ha. Hiện tại là giá cho thuê cũng đang tăng nha cô chú chị. Đây là cái hình dạng nè. Ngang là khoảng 71 m nha. Em vẽ mặt tiền 71 em để màu vàng luôn á, để cho cô chú chị xem ha. Kế bên có một cái ao cá ha. Sản phẩm này tương đối đẹp nha cô chú chị ơi. Em thấy
cái đoạn phía sau á, thửa đất á, nó có chủ nhà còn lại một thửa nữa nha. Nếu cô chú anh chị mua luôn á thì chủ vẫn bán nha. Nếu mà luôn cái thửa sau thì cái đám tràm hình tam giác á, nó cũng thêm cái thửa này thì nó lội qua cái mặt kinh phía sau luôn, nhưng mà nó nhỏ thôi. Nó kế bên thì có một cái đám dừa đó cô chú anh chị, đám dừa rất là đẹp luôn. Để em dòng lai cam lên mặt tiền cho hạ lai cam xuống để cho cô chú anh chị xem. Thì ngay chỗ vị trí căn nhà thì phía sau có một cái ao nuôi cá rồi á. Khu vực này dân cư rất là đông. Về vấn đề an ninh thì cô chú anh chị cứ an tâm ha. Phía trước là một cái view kênh ha, nó sẽ thông ra sông Dòng Cỏ luôn nha, nước ngọt quanh năm. Cô chú anh chị có đồng tiền nhàn rỗi á, mình mua sản phẩm này mình cho thuê lại cũng được nha. Nói chung thì căn nhà này cũng cơ bản thôi, chủ nhà xây chỉ là xây thô thôi. Về cô chú anh chị muốn đẹp hơn thì mình hoàn thiện hơn ha, về mình sửa chữa hoàn thiện lại. Thì cây chủ lực trên cái vườn á thì đa phần là mít nha cô chú anh chị. Dừa thì cũng khoảng hơn 10 cây dừa, có sòi, có ao cá luôn ha. Lúa thì canh tác hai vụ nha cô chú anh chị. Thì hiện tại bên em đang nhận ký gửi nha, ký gửi những cái sản phẩm bất động sản. Cô chú anh chị quý nhà đầu tư nào đang có nhu cầu mua những bán những cái sản phẩm bất động sản của mình á thì cứ liên hệ qua anh em ha. Còn cô chú anh chị nào đang tìm kiếm những cái sản phẩm bất động sản đất ruộng, đất mặt tiền, đất kho xưởng bãi hay là tìm nhà thì cứ alo anh em nha. Nguyên cái thửa đất, cái lô trạm phía sau á là của chủ nhà luôn nha, ngay vị trí ngay chỗ cái cây tràm nè cô chú anh chị, nó băng ngang qua nha, băng ngang qua đám dừa nha. Cái phần còn lại là một cái thửa riêng nữa của chủ nhà nha. Nếu cô chú anh chị mua luôn á thì chủ vẫn bán á, thì giá nó sẽ cơ bản rẻ hơn cái lô bên đây ha. Nhưng mà em thấy cắt ngang qua thì nó đẹp hơn nha cô chú anh chị. Tổng thì khoảng nha, em báo là khoảng, em đo khoảng là 2.8 nha cô chú anh chị. Thì phòng tài nguyên sẽ đo đạt lại ra diện tích bao nhiêu thì mình tính tiền bấy nhiêu thôi. Thì cứ 1 mét vuông là khoảng là giá là 110.000 ha. Có hướng phong thủy là hướng chánh tây nha. Kế bên có một cây đám dừa đám mít á, cũng không biết của anh chủ nào mà rất là đẹp luôn. Lô đất này có mặt tiền cũng nhiều đó. Cô chú anh chị nếu mà xem video cảm thấy hợp nhãn, cảm thấy ok thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0828 367 167 nha. Vấn đề cô chú anh chị cứ an tâm về vấn đề pháp lý nha. Bên em thì sẽ hỗ trợ khi mà cô chú anh chị quyết định mua ha, đặt cọc thì em sẽ theo sát cái hợp đồng của chú anh chị luôn. Từ ngày đặt cọc, đo đạt rồi ra khi nào mà cô chú anh chị cầm được cái sổ hồng trên tay luôn nha. Thì vấn đề sở hữu đất nông nghiệp á, thì cô chú anh chị cứ an tâm nha. Bên em có đội ngũ anh chị tư vấn giúp cho cô chú anh chị đứng được đất nông nghiệp nha. Rồi em sẽ dòng qua live cam qua cái đối diện ha. Đây là cái con lộ mé ngoài á, có cái cầu sắt. Ngay vị trí đó thì cô chú anh chị sẽ đậu xe hơi nha. Nguyên cái cánh bên đây á, thì chủ nhà bên đây là nuôi cá nuôi tôm đâu nè. Có nhà nóc thái đồ á. Nguyên kênh rạch thì khu vực miền Tây thì kênh rạch rất là chằng chịt ha. Nó được một cái lợi thế là view sông thì nó rất là mát mẻ nha. Nhà rất là nhiều luôn. Đây là cái cầu sắt á. Bắt qua thì đi vòng lại ngay cái thửa đất nè của chú chị. Dân rất là đông ha. Từ trên cao nhìn xuống ha. Mít đồ dừa rất đẹp ha. Cô chú anh chị khu vực Sài Gòn á, Nguyễn Linh á, thì có thể đi theo cao tốc nha, về tới thành phố Tân An hoặc là quốc lộ 1A ha, về thành phố Tân An, rẽ về quốc lộ 62 chạy về thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, hoặc là chạy về thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh nha. Thì mình từ Tân Thạnh mình rẽ vào nha. Tại vì cái sản phẩm này nó giáp ranh thị trấn Tân Thạnh nha cô chú anh chị. Rồi đây là cái hình dạng thửa đất nè cô chú anh chị. Em vẽ thì nó tương đối thôi nha. Thì bên phòng tài nguyên đo đạc sẽ ra chính xác hơn.
thì nó tầm khoảng vậy. À, đây là em kiểm tra thông tin quy hoạch 2023 cũng như là 2030 nha. À, thì cho chuyển thổ cư 50 mét đầu nha cô chú chị, và mặt tiền nó sẽ là một cái lộ đó, cái lộ màu vàng vàng ở phía trước đất á, nó sẽ đo đạc lại, nó sẽ làm cái lộ ha. Đây là một cái thửa đất, à, nó dạt lên ha. Ngày cái thửa đất này nó khoảng 6 hình như là 5-6 thửa nha. À, thì cô chú chị giao dịch thì nó sẽ ra sổ hồng riêng cô chú chị hết ha. À, đây là một thửa nè, phía dưới một thửa và cặp bên hầm cá là hai thửa, và ngay trong vị trí căn nhà là hai thửa nữa nha. À, 6 thửa nha cô chú chị. À, đây là một thửa nữa ha. Thì từ ngay chỗ vị trí em vẽ hình dạng á, nó cắt ngang qua ha. À, có số tờ số thửa hẳn rồi, à, về mình cứ đo đạc và mình ký công chứng thôi, nó sẽ ra sổ hồng riêng nha cô chú chị, pháp lý là rõ ràng. Còn đây là cái hướng chánh tây, hướng của cái mặt tiền nha cô chú anh chị, quý nhà đầu tư nào mà hợp phong thủy về hướng chánh tây mua sở hữu sản phẩm này nha. À, và mỗi video em đều để mã số video hết nha cô chú chị. Cô chú anh chị ưng ý sản phẩm nào thì nhớ alo anh em báo về mã số video để em cập nhật sản phẩm đó còn hay là đã bán. Thì em cảm ơn cô chú anh chị quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi video. Nếu thấy video này hay hữu ích thì cô chú anh chị hãy bấm nút like và đăng ký miễn phí nha, để em ra video mới nhất thì cô chú anh chị sẽ là người đầu tiên xem video có cơ hội sở hữu được đất đẹp và đất rẻ nha. Và em cũng rất là vinh dự khi được cô chú anh chị quý nhà đầu tư quan tâm theo dõi. Chúc cho cô chú anh chị quý nhà đầu tư sở hữu có nhiều sức khỏe, sở hữu thật là nhiều những sản phẩm bất động sản đẹp và giá tốt nhất thị trường được nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Và em xin chào tất cả cô chú anh chị.